Thiếu nữ chân dài chiều quý ông uống cà phê trong hầm bí mật. Thiết kế các căn phòng như hầm bí mật có nhiều ngăn cửa để dụ khách vào kích dục rồi trộm tài sản. Ngày 11 tháng 5, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang cho biết đã tạm giữ Vũ Ngọc Hải, sinh năm 1983, ngụ xã Nhị Bình, huyện Châu Thành, Nguyễn Thị Tuyết Mơ, sinh năm 1984, vợ Hải và Nguyễn Thị Tuyết Lan, sinh năm 2001, ngụ tỉnh Đồng Tháp để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Ngoài ra, Công an còn điều tra làm rõ hành vi trên đối với đối tượng nam giả nữ là Nguyễn Văn Đông, sinh năm 1997, ngụ thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 3 tháng 5, ông Lưu Thành Đê, sinh năm 1985, ngụ tỉnh Bến Tre và anh Lê Văn Nờ, sinh năm 1996, ngụ tỉnh Hậu Giang đến công an trình báo cả hai vào quán cà phê không bảng hiệu nằm bên quốc lộ 1 thuộc xã Điểm Hy, huyện Châu Thành để uống nước và massage kích dục thì bị mất trộm tài sản hơn 63 triệu đồng. Công an huyện Châu Thành đã điều tra bắt giữ đối tượng trên. Thủ đoạn hoạt động chủ yếu của các đối tượng là sử dụng tiếp viên nữ để mời gọi khách, đa phần là các tài xế, vào bên trong quán được thiết kế gồm các phòng như hầm bí mật để thực hiện hành vi kích dục. Lợi dụng sơ hở của khách, chủ quán lén lấy trộm tài sản, tiền, điện thoại qua ngăn cửa của hầm bí mật rồi chuyển cho đồng bọn cất giấu. Nếu bị khách phát hiện thì chủ quán và tiếp viên sẽ đuổi khách đi, đe dọa và đóng cửa, quán nghỉ vài ngày sau mới hoạt động lại. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra và làm rõ sự việc.